bạn, mình là Hương Phan đây. Hôm nay mình quay trở lại với cái chuỗi video về luật hấp dẫn. Thì một trong những cái phương pháp mà Hương thực hành luật hấp dẫn đối với tiền á, là Hương yêu quý những đồng tiền nhỏ. Các bạn nghe lạ không? Hương yêu quý những đồng tiền nhỏ. Và cái phương pháp ở đây Hương thực hành sâu xa của nó, đó là Hương biết ơn từng đồng tiền nhỏ. Và Hương có vận dụng thêm một trong những cái điều cốt lõi của cái quyển sách là đồng tiền hạnh phúc. Đây, đồng tiền hạnh phúc của Ken Honda. Khi Hương đọc cái quyển này xong thì Hương mới áp dụng nó vào trong tất cả những đồng tiền của Hương có. Thì như vậy Hương nói, có thể những bạn nào chưa nghe qua bao giờ về đồng tiền hạnh phúc thì có thể ở video này các bạn hiểu được đồng tiền của mình. Đó là Ken Honda đó, ông viết cái quyển này thì ông có nói là mỗi một đồng tiền nó đều có linh hồn của nó, và có đồng tiền hạnh phúc và có đồng tiền buồn bã. Cái đồng tiền buồn bã đó là cái đồng tiền mà nó bị vò nát, nó bị dục vào một cái xó nào đó, nó bị hôi hám bẩn thỉu, mà đặc biệt á, là những người chủ của nó không yêu thương nó, luôn phàn nàn nó, luôn cảm giác như là nó thiếu quá, nó ít quá, và luôn luôn cầm đồng tiền đó là người chủ phát ra một cái tâm oán giận nó. Nghĩa là các bạn biết không, những cái tiêu cực của người chủ nó đó, của người chủ cầm đồng tiền đó đó, là những cái suy nghĩ tiêu cực không thương yêu nó, thì đó là đồng tiền buồn bã. Ngược lại, những người chủ mà người ta yêu thương những đồng tiền đó, từ những đồng tiền nhỏ như thế này họ xếp thẳng thớm, họ để vào trong cái bóp, họ rất trân trọng. Và đặc biệt là mỗi lần họ nhìn thấy đồng tiền đó là họ tỏ nên lòng thương từ cái trái tim của họ cho cái đồng tiền này, thì cái đồng tiền đó là đồng tiền hạnh phúc. Nhưng vấn đề ở đây á, là đồng tiền hạnh phúc và đồng tiền buồn bã thì nó giúp gì trong cái chuyện là mình gia tăng tiền bạc ở đây? Là như vậy nè các bạn. Khi mà Hương thực hành cái lòng biết ơn đối với tiền á, trong cái giai đoạn đầu tiên á, thì Hương chưa hiểu, Hương chưa biết được cái chuyện là đồng tiền hạnh phúc buồn bã đâu. Thì thường Hương sẽ biết ơn những đồng tiền lớn mà mình có được. Ví dụ như là Hương mong muốn Hương có được mỗi tháng có một cái thu nhập 100 triệu mỗi tháng đi, thì những cái đồng tiền 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 10 triệu, 20 triệu mỗi lần vô tài khoản của Hương là Hương biết ơn, biết ơn, biết ơn. Thì á, trong cái cuốn sách mà The Magic á, thì người ta vẫn nói là mình biết ơn những đồng tiền đó là những đồng tiền đó sẽ được gia tăng. Nhưng mà nếu mà hiểu ở cái tầng đó không thì Hương cảm thấy nó chưa được trọn vẹn, mà Hương phải kết hợp vô đồng tiền hạnh phúc. Tại sao cái điều đó nó lại gia tăng? Bởi vì như vậy, khi mà mình biết ơn từng đồng tiền đó thì từng đồng tiền đó nó trở nên đồng tiền hạnh phúc. Và khi nó là đồng tiền hạnh phúc thì nó sẽ rủ tất cả những đồng tiền xung quanh nó mà chưa được hạnh phúc thì sẽ trở về với mình là chủ nhân á, để được thành đồng tiền hạnh phúc. Các bạn hiểu không? Mà xung quanh chúng ta có rất nhiều tiền, và cũng có rất nhiều tiền nó là đồng tiền buồn bã, cho nên nó rất thích đến với những chủ nhân mà biến nó thành đồng tiền hạnh phúc. Để làm gì? Để nó được lan tỏa cái giá trị của nó, cái giá trị hạnh phúc của nó đến với nhiều người hơn. Bởi vì đồng tiền nó là vật trung gian để nó trao đổi giá trị, đúng không? Thì nó sẽ là một vật trung gian thôi. Và khi nó trở thành hạnh phúc thì nó từ cái túi mình hạnh phúc qua một túi người khác, là nó trao một cái sự hạnh phúc đi. Cứ như vậy xung quanh toàn những đồng tiền hạnh phúc thôi. Và ai giữ được những đồng tiền hạnh phúc đó, các bạn sẽ thấy là luôn luôn dư giả và đủ đầy. Thậm chí nó được gia tăng rất nhiều nhờ lòng biết ơn. Và đó là luật hấp dẫn đó. Mình càng biết ơn nhiều, mình càng yêu quý nhiều, thì mình phóng lên cái tầng năng lượng ở trên là mình rất yêu quý tiền. Thì như vậy á, là vì cảm xúc mình rất thương tiền, rất yêu quý tiền từ trái tim nha cả nhà, thì lập tức vũ trụ nó hiểu về cái cảm xúc là ở cô này cô thích tiền, à luôn luôn cổ thích nhiều tiền như vậy. Cái cảm xúc đó mỗi lần cổ cầm tiền cổ thích cho cổ thêm đó, luật hấp dẫn đó, nó nằm chỗ này, các bạn hiểu chưa? Cho nên bản thân Hương từ khi biết được cái quyển đồng tiền hạnh phúc và đồng tiền vui vẻ, Hương lập tức đi coi xung quanh mình
có những cái đồng tiền nhỏ như vậy 200, 500, 1.000, 2.000 mà đi chợ về mình dục xó, dục góc nhà hay là dục trong một cái túi nào đó, Hương xếp thẳng nó ra, Hương xếp thẳng nó ra, Hương xếp thành một mặt như vậy cả nhà, Hương xếp thành một mặt như vậy và Hương để vào một cái hộp cho nó thẳng thớm, hoặc là Hương sẽ để vào trong cái bóp của Hương cho nó thẳng thớm. Và mỗi lần mà Hương chi ra, mỗi lần Hương nhìn thấy nó đó, Hương sẽ tập dần cái cảm giác Hương yêu thương nó. Ban đầu nha, không phải là mình nhìn mình yêu thương được liền nha cả nhà, mình không phải thần thánh mình yêu thương liền đâu. Và nhưng mà mình phải tập, có nghĩa là khi biết được cái đồng tiền hạnh phúc và các phương pháp biết ơn đồng tiền trong quyển sách The Magic này, thì Hương sẽ bắt đầu nha, khi chi ra bất kỳ đồng tiền nào dù nhỏ dù lớn, Hương đều biết ơn nó. Các bạn biết không, khi Hương mua một ổ bánh mì trị giá 15.000, ví dụ Hương chi ra cái đồng tiền 15.000 các bạn ha, đây thì Hương sẽ quay cái mặt Bác Hồ về mặt Hương nè, được không? Và Hương nâng niu nó, Hương có thể nói cho nó biết, mình đeo khẩu trang mình nói không ai nghe đâu. Mình nói là biết ơn cái đồng tiền này, biết ơn đồng tiền hạnh phúc này để cho mình có tiền để mình mua được một ổ bánh mì đó, một ổ bánh mì 15.000, và mình nhờ ổ bánh mì đó mình mới có được cái năng lượng cho một cái buổi sáng làm việc thật là hiệu quả, từ đó mang lại được cái nguồn doanh thu cho công ty, hay là nhờ cái nguồn năng lượng đó mình giúp đỡ cho rất là nhiều người, mình làm được việc rất là nhiều hiệu quả, giảm được giảm năng suất, ví dụ vậy .. các bạn có thể nói. Và hy vọng, mình mong rằng là đồng tiền này hãy tiếp tục quay trở về với mình, và thêm nhiều đồng tiền nữa quay trở về với mình để bạn được trở nên hạnh phúc tiếp. Và mình mong rằng là bạn tiếp tục gia tăng đồng tiền hạnh phúc cho cô bán bánh mì, để cho xung quanh từ bạn mà trở thành rất nhiều đồng tiền hạnh phúc đi theo đó. Và Hương cứ tập riết như vậy thành thói quen cả nhà. Còn nếu giả sử lúc nào mà mua bận quá mình chưa có nói được liền á, thì mình chỉ cần là mình biết ơn đồng tiền hạnh phúc bạn, mình biết ơn bạn bởi vì mình đã mua được cái món đó, mình chúc bạn trở thành một đồng tiền hạnh phúc lan tỏa rất nhiều và hãy quay trở về với mình rất nhiều lần hơn đó. Cứ như vậy các bạn hiểu không, và mình phải tập. Còn khi bất kỳ những cái đồng tiền nào trở về với mình, dù là cái tiền thối của khách hàng, của dù 20.000 người ta sẽ thối mình 5.000, là những người ta sẽ thối mình những cái đồng tiền nó không được đẹp lắm đi, cũng không sao, mình đều biết ơn tất cả những số tiền đó, và cũng đều là xếp lại các bạn ha, xếp lại rất là nâng niu nó, chứ không phải mình chỉ nâng niu tờ 500, 200 đâu, mình đều nâng niu những đồng tiền nhỏ này. Tại vì trong cái bí mật của đồng tiền á, nhỏ lớn nó không có quan trọng các bạn, mà nó quan trọng cảm xúc của mình đối với nó, thì nó sẽ dẫn rất nhiều người khác về với mình. Người khác ở đây là đồng tiền khác đó cả nhà. Mình hay nói là người khác, mà là các đồng tiền khác về với mình. Nó từ cái nhỏ 200 đồng thôi, nhưng cái bạn tiền này sẽ dẫn rất nhiều những cái bạn tiền khác về với mình. Lúc này thì nó sẽ tăng lên mấy trăm ngàn, mấy triệu rồi đó. Các bạn hiểu cái điều này chưa? Rồi nhớ là hãy tập cách biết ơn từng đồng tiền nhỏ, trân trọng từng đồng tiền như thế này ha, cứ và học cách thương yêu tiền. Khi bạn thương yêu tiền một cách thực sự trong trái tim của bạn thì các đồng tiền này sẽ trở về với bạn, đó là theo luật hấp dẫn các bạn ha. Rồi, và nếu như các bạn mong cầu ở cái đồng tiền này, ví dụ thay vì bạn đang sử dụng cái đồng tiền này bạn mong cầu nó về nhiều hơn, thì thật ra nó không có về, tại vì cái tâm mong cầu đó tâm tham các bạn ha. Cho nên là bạn đang sử dụng sai luật hấp dẫn. Bạn nên tập cái cách là bạn thương yêu thật, và bạn chi ra, bạn biết ơn thật từ trái tim. Từng ngày bạn thực hành như vậy, bạn thành thói quen. Và bạn yêu tiền lúc nào không có biết đâu. Tiền có linh hồn, tiền hạnh phúc và tiền vui vẻ. Nhớ giùm mình điều đó. Tiền hạnh phúc và tiền buồn bã. Hãy biến đồng tiền mình thành tiền hạnh phúc. Đó. Rồi, về bài chia sẻ của mình là như vậy. Ở cái gia tăng đồng tiền, nó dễ làm lắm, nó không cần phải viết ra, mà chỉ cần thoát cái tầng ý nghĩ thôi là đã được rồi đó. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các video sau.